Lại xin chào toàn thể các bác có niềm đam mê thích đánh ong rừng trên toàn cả nước. Hiện tại thì bắt đầu vào đến cái mùa đánh ong rừng rồi. Thì ở trong cái nội dung của video ngày hôm nay thì cơ sở bên em lại xin giới thiệu tới các bác là về cái chân trèo cây hai đinh. Hiện tại thì hai anh em đang đóng hàng và gửi đi cho khách. Đấy, với cái số lượng bên cơ sở là đổ xỉ lẻ, các bác có thể thấy là đặt là được các bác khách đặt rất là nhiều. Còn giới thiệu chi tiết đối với các bác nào mà chưa cập nhật được cái video chân trèo nhà em thì các bác cùng tham khảo này. Về chân trèo này thì cái độ an toàn nó rất là cao. Đấy, bản cái của nó thì được làm bằng thép nguyên khối nhé. Còn về cái chân đây thì được làm bằng inox này. Đấy, với cái ưu điểm của chân trèo cây hai đinh thì nó không bao giờ nó bị trượt cái vỏ cây. Đấy, ví dụ các bác bớm mớm một đầu bên này còn đầu đinh bên này nó vẫn bám vào cây thì độ an toàn nó cao. Còn về một bộ hoàn thiện đây này các bác này. Hoàn thiện thì đã xỏ dây cho các bác hết rồi. Đấy, xỏ dây như thế này là một bộ hoàn thiện này. Còn hiện tại thì như thế này thì đang trong cái quá trình là luồn dây. Đấy. Một bộ như thế này thì giá cả của nó năm nay nó rẻ rất là nhiều. Đấy, bởi vì bên cơ sở là sản xuất ra được. Nên là các bác yên tâm về giá cả. Để các bác cứ điện thoại trực tiếp đến cho cơ sở em qua số điện thoại để ở góc màn hình video ấy. Còn về cái ưu điểm khi các bác sử dụng cái chân trèo này thì khi các bác trèo những cây cao ấy, thì nó có tính an toàn nó cao này. Cái thứ nhất và cái thứ hai nữa là nó sẽ không gây cho các bác là bị mất sức khi các bác leo lấy những cái tổ ong trên cao. Còn ngoài các bác thợ ong rừng ra thì cũng nhiều bác là ví dụ săn phong lan rừng cũng như là các bác săn bắn những cái tổ chim, bắt tổ chim trên cao thì các bác cũng mua về sử dụng rất là nhiều. Còn về bên cơ sở thì đội ngũ hàn thì các bác thấy thực tế trên video này. Đấy, độ hàn thì nó ok, đấy, rất là chắc. Cái đinh này thì các bác có lấy búa các bác đập cũng không thể bật được ra. Đấy, đâm ra là độ an toàn nó cao. Còn số lượng thì đây quay cho các bác xem. Đấy thì bên cơ sở là bán buôn đấy, cũng như là bán lẻ thì ví dụ các bác nào mà muốn đặt với cái số lượng nhiều ấy về đổ xỉ lại thì các bác tham khảo thì giá nó sẽ được rẻ hơn rất là nhiều đấy, trên một bộ chân trèo như thế này. Còn ngoài ra thì bên cơ sở em là bán tất cả những cái phụ kiện là phục vụ cho các bác là đánh ong rừng đấy, ví dụ như là quần áo bảo hộ bắt ong. Quần áo bảo hộ bắt ong thì nó có nhiều loại đấy, và cái thứ hai nữa là về chân trèo cây cũng như là về dây đai bảo hiểm. Đấy, các bác mà còn tham khảo mà muốn tham khảo kỹ hơn thì các bác có thể là kết bạn Zalo trực tiếp với số điện thoại em để ở góc màn hình video ấy. Đấy, các bác nhắn tin đến thì bên cơ sở là sẽ gửi hình ảnh cụ thể cũng như là trao đổi trực tiếp qua hình ảnh Zalo thì nó sẽ thuận lợi hơn. Đấy, còn một video thì quay cho các bác xem là về cái buổi đóng hàng chân trèo gửi đi cho các bác khách ở trong cái thời gian lần này. Đấy, còn bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.